Thưa quý vị, trong thời gian qua có tin là một số ngân hàng lớn của nước ngoài rút vốn ra khỏi Việt Nam, làm cho một số người lo ngại sẽ có việc rút vốn ồ ạt của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, có những ý kiến không đồng tình với sự lo lắng đó. Kính Hòa trình bày. Theo thông tin từ báo chí Việt Nam, vào tháng Giêng năm nay 2018, một ngân hàng Mỹ là Standard Chartered đã bán toàn bộ 8,75% cổ phần của mình trong liên doanh với ngân hàng Á Châu của Việt Nam. Trong năm 2017, người ta cũng nhận thấy hai ngân hàng có tên tuổi của nước ngoài là BNP Paribas của Pháp, HSBC của Hồng Kông và Commonwealth của Úc cũng bán cổ phần của mình trong các liên doanh với những ngân hàng địa phương của Việt Nam. Ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia ngân hàng hiện sống trong nước, nói với tờ báo mạng VN Express bản tiếng Anh, một số nguyên nhân khiến cho các ngân hàng có tên tuổi của nước ngoài phải rút vốn đó là môi trường kinh doanh không thuận lợi do sự trùng lắp của nhiều vấn đề pháp lý. Và điều thứ hai là các ngân hàng này bị hạn chế ở tỷ lệ cổ phần tối đa trong các liên doanh là 30%. Hồi giữa năm 2017, khi trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, ông Hiếu có nói rằng ông tiếc cho thời kỳ các ngân hàng lớn nước ngoài vào Việt Nam cách đây 20 năm, nhưng hiện nay hoạt động của họ rất hạn chế tại đất nước này. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý rằng các ngân hàng nước ngoài đang rút ra khỏi Việt Nam. Một chuyên gia ngân hàng sống tại Sài Gòn là ông Huỳnh Bửu Sơn nói với chúng tôi. Tôi nghĩ đây là cái việc nó cũng thông thường thôi, có nghĩa là có thể là một cái mảng hoạt động nào đó của một cái ngân hàng nước ngoài, họ có thể họ nhượng lại cho một ngân hàng khác mà quan tâm đến cái mảng đó thì họ nhượng lại vậy thôi, chứ còn chắc chắn sẽ không có cái việc là nhà nước ngoài rút vốn ra khỏi Việt Nam. Ông Sơn phân tích rằng mặc dù nền kinh tế Việt Nam hiện đang có nhiều mặt chưa tốt, nhưng có xu hướng phát triển và sắp tới đây, với việc ký kết thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương gồm 11 quốc gia, Việt Nam là một thị trường hứa hẹn cho ngành ngân hàng. Ông Sơn đồng ý rằng việc quy định mức trần tối đa về cổ phần của các đối tác nước ngoài ở một ngân hàng thương mại Việt Nam cũng là điều gây trở ngại cho hoạt động của họ. Nhưng theo phán đoán của ông, thì mức trần này sẽ được ngân hàng nhà nước nâng lên trong tương lai. Hiện nay, theo quy định, thì tổng số vốn của các đối tác nước ngoài tại các liên doanh ngân hàng thương mại là 30%. Trong một buổi làm việc với các quỹ đầu tư Hồng Kông tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng ông có thể quyết định tăng mức trần giới hạn cổ phần nước ngoài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam lên hơn 30%. Theo ông Sơn thì việc tạo nên mức trần quy định này là do sự lo ngại của nhà nước Việt Nam về sự mất kiểm soát của mình đối với các tổ chức ngân hàng và tín dụng trong nước. Tuy vậy, ông cũng nêu ý kiến của một số chuyên gia nói rằng nếu muốn Việt Nam hội nhập nhiều vào nền kinh tế thế giới, thì điều đó là điều không đáng ngại. Chúng tôi có tiếp xúc với một người phụ trách một phòng nghiệp vụ tại một ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn. Xin được không nêu danh tánh, thì chị cho biết rằng các ngân hàng nước ngoài hiện nay tại Việt Nam được đối xử bình đẳng về mặt luật pháp với các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, cái bây giờ ngân hàng nước ngoài người ta không cạnh tranh được. Và trong như một em nói với anh là một số cái mạng lưới á, là bởi vì hệ thống của ngân hàng trong nước bây giờ các ngân hàng trong nước nó cũng rất là mạnh. Nó rất là mạnh và anh nghĩ đó là một cái tín hiệu tốt về mặt kinh tế đó. Nó hoàn toàn có thể cạnh tranh lại với lại ngân hàng nước ngoài. Có một điều mà nó khó cạnh tranh đó là vốn những cái sàn đó là MNC, tức là nó multinational corporate đó. Thì những cái đối tượng đó nó nằm ở rất là nhiều nơi khác nhau. Thì thường thì những đối tượng khách hàng đó người ta vẫn chọn những cái tốt là foreign bank. Chị cho biết thêm là các ngân hàng nước ngoài thua các ngân hàng Việt Nam trong thị trường bán lẻ, tức là dành cho những khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm. Ông Huỳnh Bửu Sơn nêu nhận xét của ông về sự khó khăn của các ngân hàng nước ngoài khi cạnh tranh với các ngân hàng địa phương của Việt Nam. Thật ra thì các chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài đó hoạt động tại Việt Nam thì nó cũng bị hạn chế rất nhiều trong cái việc mà mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là nói đến những dự án lớn, nó tùy thuộc vào trong cái số vốn đăng ký họ cũng như là cái khả năng huy động vốn của họ ở trong nước. Và thật ra thì so với các ngân hàng Việt Nam mà đã hoạt động lâu dài tại Việt Nam, ví dụ như tôi nói so với Vietcombank chẳng hạn, thì các hàng những ngân hàng ở ngoài đây thì nó vẫn còn lại những cái ngân hàng nhỏ thôi. Nhận xét tổng quát về sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, ông Huỳnh Bửu Sơn nói tiếp. Sự hiện diện của họ đó thì là một cái động lực để cho các Việt Nam họ cố gắng họ cải tiến về mặt công nghệ, về mặt kỹ năng quản lý, rồi thêm vào đó là có một cái sự đa xen về vốn đầu tư, có nghĩa là các hàng nước ngoài
trong quá trình phát triển họ thì họ cũng có xu hướng là họ mua các cổ phần của các ngân hàng thương mại ở đây, cho nên là họ cũng mang đến không những là chỉ là đồng vốn mà còn mang đến cả những cái công nghệ ngân hàng, rồi cả những cái kiến thức, rồi cả về vấn đề nhân sự. Khi được hỏi về các vụ án ngân hàng tại Việt Nam vừa qua, cũng như những tuyên bố sẽ sắp xếp lại các hoạt động ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua, ông Huỳnh Bửu Sơn cho rằng đó là những điều cần làm, nhưng phải thận trọng để duy trì sự ổn định và lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Và ông khẳng định một lần nữa rằng sẽ không có chuyện các ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam. Còn ông Farhan Faruqi, giám đốc điều hành của nhóm ngân hàng ANZ, có hoạt động tại Việt Nam và vừa bán các khách hàng lẻ sang cho một ngân hàng Hàn Quốc, trả lời báo chí Việt Nam rằng ANZ vẫn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cho các tập đoàn lớn vay tiền, trong cả vùng lưu vực sông Mekong chứ không riêng Việt Nam. Kinh tế Việt Nam năm 2018, hóa rồng hay hóa rùa là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây. Những điểm sáng hóa rồng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 có lẽ là chiến dịch đánh lên chứng khoán, giải chấp bất động sản và bán vốn nhà nước. Năm trước đó, 2017, là thời kỳ của nạn tràn ứ tiền đồng trong hệ thống ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần. Một hệ quả và cũng là hậu quả tất yếu của nạn in tiền ồ ạt có thể lên đến 400.000 đến 500.000 tỷ đồng một năm từ hàng chục năm trước, mà đã khiến ngay cả Ngân hàng Thế giới, một trong những nhà tài trợ đa phương và cũng là chủ nợ lớn nhất của chính thể còn nguyên độc đảng ở Việt Nam, không dưới một lần phải khuyến cáo công khai rằng Việt Nam đừng nên in tiền nhiều quá. Kết quả và hệ quả của nạn tràn ngập tiền đồng trong hệ thống ngân hàng là điều được xem là tăng trưởng tín dụng đã rất có thể được phát triển ồ ạt vào chứng khoán, một thị trường mà nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đã gọi thẳng cái tên trần trụi của nó, thị trường cờ bạc. Đáng lý ra, thị trường cờ bạc đã không thể có được duyên phận lọt vào mắt xanh của giới tài phiệt và đầu cơ để được đánh lên như khởi đầu vào nửa cuối năm 2017. Nhưng trong tình thế có đến 1,2 triệu tỷ đồng ứ động trong hệ thống ngân hàng mà không biết làm thế nào để khuyến dụ hay chiêu dụ các doanh nghiệp và người dân vay mượn, cũng trong tình thế vẫn đang tồn đọng ít nhất 600.000 tỷ đồng nợ xấu trong các ngân hàng và trong đó có ít nhất 300.000 tỷ đồng là nợ xấu nằm trong tài sản bất động sản mà ngân hàng siết nợ từ các con nợ kinh doanh nhà đất nhưng rao mãi vẫn chẳng bán lại được cho ai. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải hết sức quyết tâm mà chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ đẩy tiền ra lưu thông với tỷ lệ lên đến 19-21% trong năm 2017. Vậy là thị trường cờ bạc bất chợt hóa rồng, còn tâm trạng nhà đầu tư nhỏ lẻ như hóa rồ vì ánh lợi nhuận lấp lánh mà đã quá lâu không được nhìn thấy. Một hình ảnh tái hiện thời kỳ tăng gấp gần 3 lần của chỉ số VN Index vào cuối năm 2006, đầu năm 2007 mà cây bút bình luận Bill Bonney của một tạp chí tài chính quốc tế khi đến Hà Nội và tận mắt chứng kiến những gì diễn ra đã phải kêu lên là tình cảm người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán đã khiến xã hội Việt Nam trở nên phát điên. Chẳng cần phải đợi đến cuối năm 2018 để chứng minh một năm thắng lợi của kinh tế Việt Nam. Vào cuối năm 2017 đã vang dội bài ca Việt Nam đạt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế đề ra từ giới chuyên gia và một phần báo chí sống nhờ vào nguồn ngân sách nhà nước, cũng từ nguồn đóng thuế của một đất nước mà tỷ lệ hộ nghèo đã tăng lên gần 15%, chỉ mới được thông báo theo con số thống kê chính thức. Cũng chưa cần hết năm 2018, bài ca thành tích đã được phía chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Phúc hoan ca ngay từ hai kỳ họp quốc hội giữa năm và cuối năm 2017. Trong đó, GDP tăng trưởng 6,7%, thành tích chưa từng có, đã được ông Phúc nhắc đi nhắc lại và được báo đảng cùng báo thân chính phủ lặp đi lặp lại không biết chán. Bất chấp vài ý kiến lẻ loi của vài đại biểu đơn độc trong quốc hội, bày tỏ mối nghi ngờ về thực chất tăng trưởng của GDP, cũng bất chấp ý kiến trên vài tờ báo lẻ loi trong tổng số hơn 800 đầu báo, của vài chuyên gia phản biện độc lập, về thực tế nếu tính cho sát thì GDP của Việt Nam chỉ tăng trưởng nhỉnh hơn 3% một chút trong năm 2017. Những ý kiến phản biện độc lập cũng đặt nặng mối nghi ngờ về cách vẽ GDP của Tổng cục Thống kê.
cơ quan này nằm dưới sự điều hành của chính phủ, cho dù người đứng đầu tổng cục này thề thốt là đã tính GDP một cách trung thực. Còn Thủ tướng Phúc cũng trần tình trên mặt báo là ông ta không tìm cách can thiệp vào quá trình tính toán GDP. Một cách chắc chắn, GDP đã được tính luôn cả phần tăng trưởng tín dụng vào thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2017, mà tỷ lệ đánh lên đến 48% của thị trường này trong năm 2017 đã đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng cao nhất và hấp dẫn nhất thế giới. Bất chấp quy luật tự thân của thị trường này, tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà chỉ chạy từ túi nhà đầu tư này vào túi nhà đầu tư khác. Thực ra đã có quá nhiều trải nghiệm để chứng minh cho các nhà đầu tư khác là ai. Trong một nền kinh tế ở Việt Nam mà vẫn còn chưa được các tổ chức tín dụng quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế liệt vào loạt kinh tế thị trường và vẫn bị tổ chức minh bạch quốc tế xếp vào nhóm kém minh bạch nhất thế giới. Một thị trường cờ bạc đã đương nhiên thuộc về những tay to, những nhà kinh tài và tài phiệt đầu cơ cá mập thuộc giới ngân hàng và những tập đoàn tài chính khổng lồ trong nước lẫn nước ngoài. Chính số tay to này đã nắm giữ gần hết vốn liếng tín dụng của khu vực tài chính và do đó muốn cho thị trường xuống hay lên tùy ý. Năm 2018 sẽ chứng kiến thành tích tăng trưởng GDP 6,7% một cách dễ dàng theo quyết tâm của Thủ tướng Phúc, thậm chí còn có thể vượt hơn cả chỉ tiêu đó. Năm 2018 cũng sẽ chứng kiến mặt bằng giá cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, tăng gấp đôi hoặc gấp ba kể từ giữa năm 2017 và sẽ khiến nhiều ngân hàng thương mại cổ phần dễ dàng hơn trong ý đồ tống khứ những dự án căn hộ cao cấp và đất nền đã siết nợ từ vài ba năm trước. Năm 2018 cũng sẽ chứng minh một thành tích khác ghê gớm không kém của chính phủ là phát huy thắng lợi từ đà bán vốn tổng công ty rượu bia nước giải khát Sabeco vào cuối năm 2017 được 5 tỷ đô la để tiếp tục bán vốn còn lại của Sabeco, của Vinamilk và của nhiều tập đoàn lớn khác có cổ phần của nhà nước mà dự kiến sẽ thu từ 7 đến 10 tỷ đô la nhằm bù đắp khó khăn ngân sách. Vào cuối năm 2017, bất chấp tình trạng hụt thu ngân sách chưa từng có, giảm đến hơn 3% so với dự đoán đầu năm nếu không tính đến phần thu bán mình từ 110.000 tỷ đồng của vụ Sabeco, Quốc hội vẫn mạnh tay dự toán chi ngân sách năm 2018 lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Một cách chắc chắn, tinh thần và hành động đầy tự tin đó đã được bắn tin trước đó từ công tác bán vốn Sabeco được 5 tỷ đô la, và do đó tạm thời bớt lo lắng việc tìm đâu ra tiền để chi trả lương cho đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người, mà trong đó có đến 30% bị dư luận xã hội xem là không làm gì cả nhưng vẫn đều đều lãnh lương. Nhưng năm 2018 cũng sẽ là năm phải chứng kiến một loạt thành tích khiến toàn bộ dân chúng méo mặt, đó là lạm phát. Hệ quả và hậu quả của cơ chế đẩy tiền ồ ạt ra lưu thông, bất kể dạng lưu thông gì, đều khiến mặt bằng giá cả dựng ngược. Vào năm 2017 và cả những năm trước đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê vẫn luôn khuôn chỉ số tiêu dùng bình quân toàn năm chỉ dưới 5%, nhưng trong thực tế rất nhiều mặt hàng, trong rất nhiều ngành hàng đã tăng bình quân 20-30% một năm, cá biệt một số mặt hàng sốt mà đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm. Bản chất giá trị tiền lương và tiền công của người lao động cũng bởi thế đã bị tha hóa ít nhất 20% hàng năm. Trong khi đó, nhiều nhân viên ngân hàng vẫn đang cố công cày cục gõ cửa với doanh nghiệp để chào cho vay, nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp đã lắc đầu vì không biết vay để làm gì. Quá nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể quên được trải nghiệm suýt phải treo cổ của họ vào năm 2011 khi phải cắn răng vay vốn ngân hàng với lãi suất cắt cổ 25-30% một năm. Cho tới nay, doanh nghiệp vẫn không quên được kho từ ngữ rất đặc thù như tự sát, treo cổ, thuốc độc mà giới cá mập ngồi mát ăn bát vàng ở ngân hàng đã kiến tạo nên. Trì trệ hoặc bế tắc đầu ra là một cảnh nạn đã trở nên quá phổ biến từ những năm 2011-2012 trở lại đây, lồng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam về thực chất đã sa chân vào năm suy thoái thứ 10 liên tiếp kể từ 2008. 10 năm sau sự khởi đầu suy thoái cay đắng, nhưng lại được tô hồng bởi màu sắc chủ nghĩa thành tích của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Liệu nền kinh tế nước này sẽ hóa rồng hay hóa rồ vào năm 2018? Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank vừa mới chính thức xác nhận phó giám đốc của ngân hàng này tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã làm giả hồ sơ giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng, tức là khoảng 10,8 triệu đô la, từ tài khoản tiền tiết kiệm của một nữ đại gia ngành thủy sản. Thông tin về vụ lừa đảo được tiết lộ cho báo chí Việt Nam sau hơn một năm xảy ra vụ việc. Theo báo Người Lao Động, ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng thân thiết là bà Chu Thị Bình, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty thủy sản Minh Phú, ký khống giấy ủy quyền để rút tiền từ các sổ tiết kiệm mà nữ đại gia này đã gửi vào ngân hàng bắt đầu từ năm 2007. Ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi của bà Bình. Nhưng trên thực tế, ông Hưng lại chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình, rồi gửi vào tài khoản đến hạn. Với chiêu thức này, phó giám đốc của Exim Bank đã rút hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm của nữ đại gia trong suốt một thời gian dài. Các giấy tờ ủy quyền rút tiền mang tên ba người, nhưng bà Bình nói bà không biết họ là ai. Vào tháng 2 năm ngoái, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc và trốn khỏi Việt Nam. Lúc này, bà Bình nghi ngờ bị lừa đảo nên kiểm tra và phát hiện hơn 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà đã biến mất. Sau khi bà Bình báo cho Exim Bank và trình báo công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phía Nam C44 của Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó có văn bản thông báo cho bà Bình về trách nhiệm của Exim Bank phải trả lại tiền cho bà. Tuy nhiên, sau một năm xảy ra vụ việc, ngân hàng này vẫn không hoàn trả tiền cho bà Bình với lý do là chờ phán quyết của tòa án. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện của Exim Bank nói ngân hàng không né tránh trách nhiệm trả lại tiền cho khách hàng nhưng phải tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền để có câu trả lời thỏa đáng cho các cổ đông. Ngoài ra, Exim Bank dựa vào thông tin từ cơ quan điều tra C44 xác nhận nhiều khoản tất toán có chữ ký thật của bà Bình nên chưa có cơ sở để giải quyết việc bồi hoàn tiền. Trong khi đó, giám đốc của Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là bà Bùi Thị Thiện Tâm được dân trí trích lời cho biết bà Chu Thị Bình, nữ đại gia được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đầu tiên, là một người kín kẻ, chỉ giao tiếp với ông Hưng vì không muốn người khác biết mình có số tiền lớn. Nhiều nhân viên khác gọi cho bà thì bị quát tháo và nói rằng bận. Ông Lê Nguyễn Hưng, 47 tuổi, đã làm việc cho Exim Bank hơn 20 năm và rất được nhân viên và cấp trên tin tưởng. Tin cho hay, ông Hưng sau khi xin nghỉ việc tại Exim Bank đã trốn sang Mỹ. Ông này hiện đang bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế. Chiều 20 tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng yếu kém sẽ được quyền phá sản. Luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Từ Sài Gòn, ông Nguyễn Nhật Huy, giám đốc chi nhánh ngân hàng VB Bank cho Đài Á Châu Tự Do biết một số chi tiết liên quan đến quyền lợi của người gửi tiền. Xin chào ông Nguyễn Nhật Huy. Xin được hỏi là luật phá sản các ngân hàng yếu kém vừa được Quốc hội thông qua hôm 20 tháng 11 thì trong bối cảnh được hiểu cụ thể như thế nào thưa ông? Và lợi ích lớn nhất của cái luật phá sản ngân hàng này là gì ạ? Bây giờ cái luật phá sản ngân hàng Quốc hội vừa rồi đã thông qua. Cái luật phá sản ngân hàng là những ngân hàng yếu kém mà trong kiểm soát đặc biệt. Nếu như mà không có cơ cấu lại được thì bắt buộc phải cho phá sản. Đấy. Nhưng mà gì? Những cái quyền lợi của người gửi tiền và những cái tài sản người ta họ thế chấp thì vẫn đảm bảo về quyền lợi cho người ta. Lợi ích lớn nhất là bây giờ những ngân hàng này yếu kém mà không vực dậy được, không làm gì được hết thì bắt buộc phải cho phá sản ấy. Nó sẽ có ích cho ngân hàng nhà nước vì ngân hàng nhà nước sẽ không nhảy vô can thiệp nữa. Thì là phá sản rồi thì không nhảy vô can thiệp, không phải tốn năng lực, không phải tốn tiền cho cái cơ cấu lại nữa, nuôi cái bộ máy đó nữa. Quyền lợi đó được đảm bảo như thế nào ạ? Và luật này được thông qua trong lúc dư luận hiện là đang có tranh cãi về cái quy định hiện hành là chỉ trả cho người gửi tiết kiệm 75 triệu đồng. Nếu như mà ngân hàng đó phá sản, thì điều này được hiểu như thế nào để đúng với luật phá sản ngân hàng thưa ông? Cái bồi thường 75 triệu là khi nào mà nhà nước mình mà
cho nó gọi là nó thay đổi cái chế độ thì mới coi như là nó mất đi hết, lúc đó mới đền bù. Chứ còn mà khi mà anh kia tái cơ cấu, trong quá trình mà tái cơ cấu á thì khách hàng được tái quyền rút lại cái số tiền mình, thì ngân hàng nhà nước hoặc là những cái bộ phận mà tái cơ cấu thì vẫn đảm bảo về quyền lợi. Còn khi mà ra tới phá sản, ra tới tòa án rồi, nó quá trình ra tòa án thi hành án rồi chính phủ đồng ý cho phá sản, thì lúc đó mới đền bù cho người ta, mà đền bù số tiền đó là bằng 75 triệu. Tại vì khi mà phá sản nha, khi phá sản á là bắt đầu em phải gửi tới công an này, rồi bắt đầu ra tòa này, tòa bắt đầu nó mới coi thử là người nào gửi tiền này, rồi người nào mà đi vay này đó, người gửi tiền với bao nhiêu, rồi ngân hàng với chi lại bao nhiêu, rồi người vay với như thế nào, rồi xong xuôi hết rồi bắt đầu nó mới quyết định thi hành là cho phá sản ngân hàng. Nhưng mà khi mà để nó ra tới tòa án mà chưa rút nó ra tới tòa án nó cho phá sản bằng không, lúc đó nó mới đền bù 75 triệu. Mà nếu mà bên kia không về rút kịp, lúc đó nó chỉ đền bù sau này, mà sau này ví dụ 1-2 năm sau về mà các ngân hàng nó đã phá sản rồi thì cầm cái thẻ tiết kiệm đó đi lấy lại thì lấy được khoảng 5 triệu thôi. Có cái sự khác biệt nào giữa ngân hàng yếu kém và ngân hàng kiểm soát đặc biệt ạ? Cái ngân hàng yếu kém là họ vẫn còn đang hoạt động được, còn ngân hàng kiểm soát đặc biệt là coi như là có vốn chủ sở hữu, ví dụ như ông vốn chủ sở hữu ông có 10 tỷ thôi, mà bây giờ ông bị âm vốn chủ sở hữu luôn, là ông cho vay rồi bây giờ nó quá hạn rồi không có chi trả, rồi bây giờ ông mà âm luôn, ông lấy vốn chủ sở hữu để ông trả nợ hết cho họ, nó vẫn còn đang bây giờ không có tiền để trả lương, không có tiền để hoạt động. Hiện tại thì người dân trong nước, đặc biệt là những người gửi tín dụng ấy, đón nhận cái thông tin này như thế nào? Tại vì không, hiện tại họ vẫn bình thường. Tại vì nói với dân Việt Nam mình bây giờ người ta họ cũng hiểu nhiều. Với lại là các cái tổ chức tín dụng á, và bên ngân hàng nhà nước, chính phủ rồi vẫn là trong cách là để cho các cái hoạt động ngân hàng nó vẫn tốt. Và nếu trong ngân hàng nào mà yếu kém thì coi như là sẽ tái cơ cấu, ngân hàng nó sẽ tự đưa ra những cái đề án tái cơ cấu, thì ông tái cơ cấu thì ông cứ làm trong vòng mấy năm, mà nếu ông không làm được thì lúc đó ông với chủ nước ngoài nó nhảy vô nó mua, mà nước ngoài nó nhảy vô nó mua mà mấy năm nữa mà không làm được đó, nó bỏ, thì lúc đó là mới tính tới câu chuyện mà cho phá sản mà để một cái thời gian thủ tục mà cho phá sản thì nó kéo dài ít bao nhiêu năm nữa. Có nghĩa là để đi đến quyết định cho phá sản một ngân hàng thì cần phải có thời gian tạm gọi là thử thách. Hiện tại đó bây giờ mà để phá sản thì nó hơi khó, ảnh hưởng tới hệ thống của ngân hàng và tất cả các người gửi tiền họ sẽ không gửi ở những ngân hàng yếu kém, hàng mà không có tính thương hiệu mạnh, họ sẽ lo họ gửi ở nước ngoài, rồi họ gửi cho BIDV hay là Vietcombank này nọ, những ngân hàng mạnh thì những ngân hàng kia đó là nguy hiểm. Cơ quan nào có thẩm quyền đưa ra quyết định để phá sản, lập quyết định cho phá sản một ngân hàng yếu kém và thời gian cần là bao lâu? Thủ tục nó rất là có nhiều kê, thời gian nó ít nhất kéo dài phải 3-4 năm. Dạ thưa ông, nguy cơ phá sản của các ngân hàng Việt Nam hiện nay nhìn chung là như thế nào ạ? Hiện nay nó chỉ có những cái ngân hàng kiểm soát đặc biệt, ví dụ như thằng ngân hàng Đông Á rồi sắp tới thì là Eximbank, nhưng mà Eximbank thì nó đã có một cái đề án nó tái cơ cấu lại rồi, nó đã bắt vốn cho tụi nhà nước, tụi Nhật á, thì tụi Nhật nó đổ tiền vô, nó tái cơ cấu thì nó vẫn bình thường, nhưng mà nó hoạt động tốt, trong trường hợp nó hoạt động không tốt nữa, mà tụi Nhật nó bó tay nó bỏ luôn á, thì lúc đó lại làm tái cơ cấu tiếp, đấy, mà không có ai tái cơ cấu thì lúc đó thì mới câu chuyện phá sản thì nó phải tính tái phá sản. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Nhật Huy đã dành thời gian cho chương trình, cảm ơn ông. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cách đây một tuần, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là từ một buổi thường trà của ông Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết san cổ thụ của tỉnh Hà Giang, theo bản tin của VTV hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017.
Trong bản tin truyền hình lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó, nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết: bao nhiêu năm vận động người Việt dùng hàng Việt Nam, đến giờ này, ngài tổng phán câu coi như xong, ... Một người khác tên Todd Chan viết, nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng, dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần, nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trong đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Google như mọi người đều biết là với cỗ máy tìm thông tin khổng lồ, sinh viên, rồi giáo sư hoặc là tất cả những ai cũng đều cần tra cứu thông tin trên Internet hết, hoặc là Facebook cũng vậy thôi. Đó là cái nơi để mà có thể mà tra cứu thông tin, và ai cũng biết trong thời đại bây giờ là thông tin là tiền bạc. Nó cho nên mà nếu mà chúng ta mất đi một cái cỗ máy tìm kiếm như vậy thì tôi nghĩ là thiệt hại rất là lớn. Cựu tù nhân lương tâm, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung ngay tức khắc trả lời như vừa nêu trước câu hỏi của AFA rằng Việt Nam sẽ bị thiệt hại gì trong trường hợp các tập đoàn công nghệ truyền thông của nước ngoài được dân chúng sử dụng phổ biến, không tuân thủ theo luật định và rời bỏ thị trường Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận Google, YouTube và mạng xã hội Facebook lần lượt là ba trang web được nhiều người truy cập nhất trên thế giới kể từ tháng 9 năm 2016. Trong đó có đến 64 triệu người đăng ký tài khoản Facebook tại Việt Nam, chiếm 3% trên tổng số 2 tỷ thành viên sử dụng mạng xã hội này, theo số liệu tổng hợp của tổ chức We Are Social, tổng hợp tính đến cuối tháng 7 năm 2017. Tờ Thời báo Châu Á hồi đầu tháng 10 vừa qua trích dẫn thông tin từ ông Khôi Lê, người đứng đầu cơ quan tiếp thị khách hàng của Việt Nam, cho biết 92% số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thực hiện việc mua hàng trực tuyến và 51% trong số đó mua hàng qua thiết bị điện thoại thông minh smartphone. Có thể nói, với tỷ lệ sắp xỉ 70% dân số Việt Nam là cư dân mạng, thì mọi sinh hoạt liên quan đến xã hội, giáo dục, kinh tế, giải trí, v.v. của dân chúng ở trong nước luôn gắn liền và đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội toàn cầu trong thế giới phẳng. Một ví dụ điển hình mới nhất cho thấy lợi ích kết nối cộng đồng nhanh chóng và hiệu quả mà dư luận quan tâm là một cư dân mạng tại Sài Gòn dùng Facebook kêu gọi cứu giúp người hàng xóm của mình đang bị kẹt trong lũ ở tận huyện miền núi Nông Sơn, Quảng Nam vào thời điểm bão số 12 quét qua. Và lời kêu gọi lan tỏa với kết quả được đăng tải trên mạng xã hội không lâu sau đó, kèm hình ảnh chính quyền địa phương đã đưa ghe đến cứu người vào nơi trú ẩn an toàn. Mặc dù thừa nhận vai trò quan trọng của các tập đoàn công nghệ truyền thông nước ngoài trong đời sống hiện đại tại Việt Nam, tuy nhiên chính phủ Hà Nội từng yêu cầu Google và Facebook hợp tác can thiệp vào việc gỡ bỏ những tài khoản video hay những tài liệu mà chính quyền cho là mang nội dung xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước, xúc phạm nhân phẩm người khác. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế những năm gần đây liên tục lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Hà Nội đã có một bước lùi về nhân quyền do kiểm soát gắt gao quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt trên Internet của người dân qua việc dùng các đạo luật mơ hồ như Điều 79, 88 và 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam để bắt bớ và bỏ tù hàng loạt công dân vì họ sử dụng mạng xã hội để phản biện hay thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin cụ thể về sự đồng ý hợp tác can thiệp theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam vẫn chưa được Google và Facebook công bố chính thức, cũng như hai tập đoàn công nghệ truyền thông khổng lồ này
chưa lên tiếng gì liên quan điều kiện ràng buộc theo quy định trong dự thảo luật an ninh mạng, đang khiến cho hàng triệu người tại Việt Nam lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn video do AFA thực hiện tại thành phố Sài Gòn, một sinh viên đại học đáp câu hỏi của chúng tôi rằng nếu bỗng dưng không còn Facebook hay Google ở Việt Nam, thì sinh hoạt thường nhật của bạn bị ảnh hưởng. Theo mình nghĩ là nếu như một ngày nào đó Google biến mất thì mình sẽ cảm thấy rất là bất tiện. Một ngày nào đó mình thức dậy, vô trang Google tìm kiếm và không thấy nó hiện diện nữa, thì muốn tìm kiếm một dữ liệu, thì một cái tài liệu nào đó để học tập thì nó rất là cực kỳ khó khăn. Thì cái nguồn đưa lên trên mạng nó sẽ không còn nữa, sẽ phải tự bỏ tiền ra và đi mua sách hoặc là mua bản photo. Nhưng mà mình không đảm bảo được chất lượng của những cái bản đó. Một bạn trẻ khác chia sẻ hệ thống thông tin làm việc gặp rất nhiều bất tiện. Theo mình nghĩ thì hiện nay các tập đoàn lớn, ví dụ như tập đoàn MNC trong hiện tại trong Việt Nam mình đó, thì thường xuyên trao đổi qua các kênh thông tin xã hội và chủ yếu là qua Gmail hoặc là Outlook này nọ. Thì nếu mà Facebook với lại Google làm một cái thông tin gì đó mà out ra khỏi Việt Nam thì mình nghĩ là bất tiện lớn đến công việc hiện tại của Việt Nam về trao đổi thông tin và giao tiếp này nọ. Số đông những người đại AFA tiếp xúc khẳng định các kênh thường xuyên sử dụng nhất như Google hay Facebook không còn ở Việt Nam, thì toàn bộ quy trình làm việc trong các công ty bắt buộc phải chuyển qua sử dụng các thông tin database khác lại từ đầu rất phức tạp. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung còn nhấn mạnh. Đối với tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, thì tôi thấy là giả sử như cái việc mà Facebook hay Google mà rút khỏi Việt Nam thì nó để thiệt hại rất là lớn. Bây giờ mà chính phủ là kêu gọi là phát triển những trí thức, tức là dựa vào trí thức, dựa vào thông tin, mà nếu mà anh để những tập đoàn lớn rút đi thì rất là dở, nó tín hiệu rất là xấu cho cái nền kinh tế ở Việt Nam. Nhà báo Lê Ngọc Sơn hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đức, nêu lên quan điểm của ông trong một bài viết đăng trên báo mạng Dân Việt, rằng Việt Nam phải đối mặt với sự tụt hậu nếu như thiếu đi Google và Facebook. Ông Lê Ngọc Sơn ghi rõ, chúng không đơn thuần là các công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội, mà còn là những hệ sinh thái công nghệ sử dụng trí thông tin nhân tạo, là những tiến bộ vượt bậc trong sự phát triển công nghệ của loài người và trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên của cải cho xã hội. Chúng tôi trình bày lại ý chính của tác giả Lê Ngọc Sơn vì Dân Việt đã gỡ bài viết xuống sau khi đăng tải. Những ngày qua, dư luận vẫn sôi nổi bàn thảo trên mạng xã hội và trên các fanpage của nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VN Express, rằng có khả năng rất cao Google và Facebook sẽ rời đi nếu như dự thảo luật an ninh mạng được thông qua với ràng buộc phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Không chỉ hàng trăm cư dân mạng hy vọng chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ xem xét các điều kiện thông thoáng để các tập đoàn công nghệ thông tin như Google và Facebook tiếp tục hoạt động tại thị trường Việt Nam, mà cả Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI và Tiến sĩ Lê Đăng Danh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, đồng lên tiếng quan ngại luật an ninh mạng nếu được thông qua với những điều khoản không phù hợp, thì không chỉ tác động tiêu cực về kinh tế xã hội và đầu tư nước ngoài, mà còn vi phạm các cam kết đã được chính phủ Việt Nam ký kết với quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam.